Em xin chào tất cả các bác yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Trong video này thì em xin trả lời một câu hỏi của anh Hoài Sơn đã để lại bình luận ở trong cái video mà em mới đăng tải gần đây nhất. Anh ở Nha Trang và anh có hỏi rằng là anh có một chậu lan mà khi cây thắt ngọn xuống lá thì nó gặp một cái tình trạng là bị nhăn thân, và đến khi mà nó ra những cái nụ hoa ở trên cây thì thân ở trạng thái tóp mạnh nhất, và đặc biệt là cái phần gốc nó bị tóp lại và dẫn đến cái tình trạng bị gãy thân luôn, kiểu như là vậy. Thì đây là một cái vấn đề mà rất nhiều anh em gặp phải, và anh nhờ em giải thích cái nguyên nhân vì sao. Thì thông qua cái video này thì em sẽ làm những cái chuỗi series trả lời câu hỏi của các bác, cụ thể từng cái trường hợp một, để chúng ta nắm được vấn đề nó sâu sắc hơn. Từ đấy chúng ta chăm sóc những cái cây lan nó đạt hiệu quả và biết được cái bản chất của vấn đề. Thì em sẽ đi vào những cái nội dung nó cụ thể rõ ràng ở từng cái bình luận một để cho tất cả chúng ta cùng có thể tham khảo. Và cũng thỉnh thoảng em sẽ làm những cái video có nội dung là xuyên suốt, có cái độ dài như trước kia. Thì đây là cái phần mà em sẽ bổ sung vào để cho kênh Phong Lan Ngọc cũng như là tiếp cận và trả lời một cách cụ thể rõ ràng với nội dung mà các bác hỏi các bác nhé. Thì em đi vào cái vấn đề chính. Thì cái nguyên nhân mà khi mà cây của anh thắt ngọn xuống lá mà gặp cái tình trạng nó bị nhăn thân, tóp thân, đấy là do cái thể trạng của cây nó không được tốt các bác ạ. Và có thể cái quá trình mà chúng ta tác động vào việc chăm sóc cái cây lan nó chưa đạt yêu cầu, bởi vì cái yếu tố mà chúng ta hiểu nó chưa đến nơi đến chốn về cái việc mà ngắt nước. Cái nguyên nhân đầu tiên có thể là ngắt nước bị sai và hiểu chưa đúng các bác nhé. Cái vấn đề ngắt nước thì em có giải thích rất là rõ rồi. Có nghĩa là muốn cho cây nó ra hoa thì khi mà cây nó ở trạng thái vào cái mùa nghỉ, có nghĩa là thắt ngọn xuống lá, thì chúng ta sẽ hạn chế việc tưới vào thân. Đây là những cái thân của nó các bác này. Chúng ta hạn chế tưới vào thân. Tuy nhiên phải quan sát phần gốc rễ, và chúng ta phải thực hiện tưới vào cái phần cái giá thể chậu lan. Khi mà quan sát thấy nó có cái độ khô thì chúng ta phải duy trì cái độ ẩm, tưới vào cái phần gốc đó để cho nó vẫn đảm bảo được cái lượng nước. Vì nếu như cây mà thiếu nước thì nó dẫn đến cái tình trạng bị tóp thân. Đấy là cái trường hợp thứ nhất, là nguyên nhân là do chúng ta ngắt nước chưa đúng về cái quy trình và hiểu chưa đủ các bác ạ. Vấn đề thứ hai là thể trạng của cây. Có nghĩa là chúng ta quan sát những cái chậu lan. Một cái chậu lan mà nó đạt yêu cầu là nó phải xuyên suốt một năm trời phát triển bộ rễ phải mạnh lực để lấy dưỡng chất và nuôi cho thân nó phát triển, nó tích tụ đủ cái dưỡng chất vào trong thân. Và khi mà cái cây nó thắt ngọn xuống lá thì cái thân của nó có độ đanh chắc. Đấy, nó không có cái dấu hiệu tóp thân, nhăn thân. Nếu mà tóp thân, nhăn thân thì cây có vấn đề, nó nằm ở trường hợp 1 đấy các bác. Đó, cho nên là ở cái nội dung chăm sóc xuyên suốt một năm thì chúng ta phải chú ý, để có một giò lan mà đẹp thì các bác phải thực hiện đảm bảo được dưỡng chất, lực của cây nó phát triển, bộ rễ phải khỏe, để khi mà đến cái mùa thắt ngọn xuống lá thì dưỡng chất nó đủ về lực. Thì khi mà nó ra những cái mắt, gọi là mắt hoa các bác này, đó, nó chi chít chi chịt luôn, thì thân nó vẫn ở trạng thái rất là căng, đấy, nó căng tròn luôn, đanh thân. Đó, dù có một năm sau thì cái thân nó cũng không có độ tốt. Đây, em giấu cho các bác xem, đây là những cái thân của năm ngoái các bác này. Đấy, em đã cắt này. Sau một năm trời thì thân nó vẫn còn đanh, chắc không có độ tốt gì cả, đúng không ạ? Thì đấy là những cái cây mà nó đảm bảo được về lực. Kể cả như là những cái thân này, thân cũ này, nuôi những cái hệ thống mầm gốc, có nghĩa là những cái thân mới đây,
thì cái thân mẹ của nó vẫn đảm bảo, vẫn có cái độ đanh. Và vì sao mà nó lại duy trì được cái độ đanh và không bị tót thân sau một năm trời? Bởi vì cái thế hệ thân con, có nghĩa là thế hệ mới, nó đủ về lực phát triển cho bản thân nó, và nó vẫn nuôi lại được những cái thân cũ, có nghĩa là cái thân thế hệ trước một cách bình thường. Thì đấy là những cây mà nó có cái thể trạng tốt về sức khỏe và lực dưỡng chất. Còn vì sao mà nó lại, trường hợp của bác nó lại bị nhăn tóp và đến lúc mà nó lại gục như vậy? Khi mà cây nó ra nụ, bởi vì cái dưỡng chất nó được tích hợp nằm ở trên cái thân này xuyên suốt một năm trời, và thể trạng của nó không được tốt. Đến khi mà nụ hoa ra thì cái phần nụ hoa nó sẽ lấy dưỡng chất ở trong thân này rất là nhiều luôn. Nếu như cây mà thể trạng mà không được khỏe thì cái dưỡng chất không đủ, và dẫn đến cái tình trạng tóp thân nó sẽ cao hơn, nó sẽ tóp mạnh hơn, dẫn đến rằng là cái vị trí yếu nhất của cây, đó là cái phần gốc. Đấy, cái vị trí yếu nhất của cây á, là tại vì cái phần gốc là nó là cái phần gì ạ? Nó là cái phần mà nhỏ nhất của cái thân cây, đúng không ạ? Cái phần gốc này, các bác thấy này, đấy, nó nhỏ hơn là cái phần thân rất là nhiều, dẫn đến cái vị trí đấy nó sẽ bị tóp mạnh nhất và nó sẽ bị gục. Cái đấy là cái tình vấn đề của bác xảy ra, là do cái tình trạng sức khỏe của cây không đảm bảo, cũng như là có thể là mình ngắt nước không đúng về cái tiêu chuẩn, cây không đạt yêu cầu. Và khi có nụ hoa, dưỡng chất sẽ lấy cái dưỡng chất nhiều hơn, và cây sẽ thể hiện được cái vấn đề rõ nhất ở cái chỗ là bị tóp và gãy, các bác nhé. Đấy, chúng ta quan sát để có được một cái chậu lan nó phát triển và đến khi nó ra hoa, đảm bảo được về cái chất lượng của hoa, thì chúng ta phải chăm sóc xuyên suốt và phải hiểu được đầy đủ những cái nội dung, thì cây nó sẽ đạt về cái yêu cầu thân lá, tố chất của cây, cũng như là chúng ta có được một cái mùa hoa rất là đẹp luôn. Cây này thì tới ra hoa thì em sẽ làm lại cái định hướng những cái thân, nó sẽ đi xòe ra năm hướng, tại vì nó có năm thân đấy các bác, thì khi đấy chúng ta sẽ có một cái tác phẩm hoa rất là đẹp luôn. Đó, đấy là một cái chậu lan, và cũng giải thích cho tất cả các bác cùng nắm được chúng ta cần phải xuyên suốt chăm sóc cho cây một cách đảm bảo về mặt kỹ thuật, cây phải đủ khỏe thì chúng ta phải nghĩ đến cái vật chơi hoa các bác nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Em chúc bác Hoài Sơn thực hiện chăm sóc cây đạt yêu cầu và được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm, những cái giỏ hoa của mình thật là đẹp. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.